Chào cả nhà đến đất với kênh Nguyễn Linh Korea. Và hôm nay là lễ hội tổ chức ở ngoài trời như cả nhà ở đằng phường á. Và hôm nay thì cái này là tổ chức cho những người mà nước ngoài đó cả nhà. Nhưng mà nói về người nước ngoài thì người Hàn á, người Hàn Quốc người ta đi nhiều hơn người nước ngoài nha. Tại vì là ở chỗ phường em á, người nước ngoài thì có người biết và cũng có người không nữa. Cho nên người nào biết thì mới tới, còn người nào không biết thì không có tới. Và đa số là người Hàn á, người Hàn Quốc á, thì người ta ở gần đó, người ta đi nhiều hơn là người nước ngoài nha cả nhà. Và tổ chức có vui lắm cả nhà. Nào là những người buôn bán đó ha, ở mà những cái chỗ khác đó người ta buôn bán bằng xe đó, người ta chạy tới người ta bán nhóc hết trơn nha. Và đây á, là tổ chức hát này kia đó cả nhà. Người nào mà thích hát á, thì hát, còn người nào mà thích mà diễn kịch đó thì lên diễn kịch thôi à. Và vui lắm cả nhà ơi, đông lắm nha. Người ta đi á, ngay chỗ cái đường đó ha. Thường thường á, thì cái đường đó là nó ngay, nằm ngay cái ngã tư nha. Và xe cổ thì chạy á, là qua lại nhiều lắm. Và toàn là xe lớn không mà. Và có những cái chiếc xe bus đó nha. Xe bus thì người ta chạy mà tại vì kế một bên á, là nó ngay chỗ cái đường ga xe lửa đó. Cho nên nó là xe nhiều dữ lắm. Nhưng mà mọi người á, là tới đông quá đi, cản trở giao thông đi. Cho nên nó là cái chỗ đó người ta không có cho mà lưu thông nữa. Những cái chiếc xe bus đó và xe chạy tới lui đó là không có được chạy nữa nha. Người ta là chặn lại ngay chỗ đó. Vui lắm cả nhà ơi ha. Lễ lâu lắm nha. 1 hay 5 năm mới có tổ chức một lần, chứ không phải là năm nào cũng có đâu nha. Và đẹp dữ lắm cả nhà ơi. Mỗi một lần ha, mà tới đó mà coi tổ chức đó ha, là từ sáng cho tới khoảng tới chiều lận 6-7 giờ chiều đó nha, nó mới tan nha. Vui lắm, cho nên á mọi người ai đi tới giờ nào cũng được xem hết á. Cho tỷ như mình rảnh đó thì mình đi buổi sáng thì sáng 9-10 giờ đó mình đi tới thì mình xem, tới chiều thì mình về cũng được nữa. Tại vì người ta có bán ăn uống đầy đủ ở chỗ đó luôn rồi. Cho nên mình tới đó mình ăn, mình đói thì mình mua bánh này kia đó, ăn vặt á thì mình ăn luôn. Rồi mình ở mình chơi tới chiều. Còn nếu như mà mình không có công việc ha, thì mình sẽ đi buổi trưa. Hoặc là mình không có rảnh buổi trưa ha, thì mình sẽ đi buổi chiều. Chiều thì mình tới mình chơi 1-2 tiếng, 1-2 giờ gì đó, rồi là mình đi về cũng được. Mà vui lắm. Tại vì tổ chức nguyên cả ngày mà, cho nên là ai tới giờ nào cũng được coi chứ á. Thì tỷ như mình tới sau thì mình không có được coi cái phần trình diễn phía trước thôi. Còn mình tới trễ á, thì mình tới sớm á, thì mình coi từ đầu á, được trình diễn cái những cái này cái kia. Còn mình tới trễ á, thì mình đi chỉ coi cái khúc sau thôi à. Vui lắm. Tùy theo mình rảnh giờ nào thì mình đi giờ đó mà. Và mình biết ngày nào thì mình đi á, thì nó dễ. Mình đi từ sáng cho tới chiều đó mình coi. Và đẹp lắm cả nhà ơi. Đây nè ha, là hai bên là người ta sẽ là coi đó, người ta đứng người ta xem đó. Phía dưới là nước chảy đó ha. Và cái phần hai bên đó là những cái đèn mà người ta giống như là đèn nhà quan vậy đó cả nhà. Đẹp lắm. Và đây là chàng cả nhà ơi, đây là Phật Quan Âm đó. Đây là chùa nha cả nhà. Chùa có Phật Quan Âm. Thì mọi người vào đây ha là cúng lại đồ á. Ở người, những người mà Việt Nam của mình á thì lại có tín ngưỡng Phật đồ lắm ha. Phật Quan Âm và chùa đồ lắm. Cho nên nó là cứ ngày rảnh, ngày lễ gì đấy ha là đi chùa để mà cầu xin mà, cầu phước cho gia đình của mình. Và những cái trong chùa này, những cái tượng Phật Quan Âm này là đẹp chứ lắm cả nhà ơi. Cả nhà mình á, nếu như mà có ai có tới đây á, thì đã biết ở đây là ở đâu rồi ha cả nhà, không cần em phải nói ha. Đẹp lắm. Mọi người tới chùa này nè ha, cảm thấy mà trong cái lòng mình bình an lắm ha, bình yên lắm. Chùa tịnh xá này kia đó ha, chùa chiền hoặc là tịnh xá rồi đó, mình tới đó, khi mình tới đó đó, mình cảm thấy trong lòng của mình nó rất là yên tĩnh luôn. Nó cảm thấy thanh tịnh trong lòng mình dữ lắm luôn. Không có mà còn mà phải suy nghĩ cái này cái kia nữa ha cả nhà. Em thì em lại thích đi chùa chiền như vậy đó. Và đây là cả nhà, đây là ở ngoài công viên nha cả nhà.
Và công viên này á thì hôm nay á người ta đi đông lắm cuối tuần nữa, cho nên nó tới đây là chơi ha. Và những cái dụng cụ ở ngoài đó người ta đặt cho những người mà ai mà thích thích tập thể dục đó ha thì lại tập thôi à. Mình muốn tập theo cái máy nào đó thì mình lựa chọn, rồi mình tự lựa chọn rồi mình tập thôi à. Ở chỗ này á thì là những cái máy mà tập thể dục đó ha, người ta để ở ngoài gì đó. Mình muốn tập á là mình cứ vào mình tập thôi, và mình đi dài dài đi khi nào á mà mình mệt á thì mình sẽ mua những cái món ăn vặt á, hoặc là cà phê hoặc là nước trái cây đồ mình uống, có bán đầy đủ mà. Phía dưới á là cho những người đi bộ cũng có và những người chạy xe đạp cũng có nữa ha. Còn phía trên này á thì đa số là những người đi bộ thôi nghe, chứ không có được chạy xe đạp nha cả nhà. Và những cái máy tập thể dục này nè, đủ loại hết á nha, tất cả các loại luôn, không phải là một hai máy đâu nha, hình như là mấy chục máy lận. Mình có thể tới nên là mình đi dạo xong rồi á, hoặc là mình có thể là mình tập thể dục, hoặc là mình ngắm cảnh cũng được nữa, ngắm cảnh phía đường bên kia đó cả nhà, xe cộ đó chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại đó, hoặc là mình ngắm những người người ta đi chơi nè, đi ra đó người ta dạo, hoặc là mình sẽ ngồi đó mình nhìn ở dưới cái dòng nước đó đó cả nhà, nước trong xanh dữ lắm rồi cá nó bơi lội, hay là mình nhìn phía bên kia những cái dãy nhà cao tầng đó, rồi đường cao tốc đó nó chạy xe đó cả nhà, rồi mình ngắm xung quanh những người mà người này người ta đi qua đi lại chơi, hoặc là đánh cầu, hoặc là mà đá cầu này kia thảy banh gì đó. Mình muốn ra đó mình ngồi mình cảm thấy ngắm cảnh cho gió mát xung quanh mình đó, thì mình ra đây là mình ngồi nè và chụp hình nha cả nhà, ra đây mà tự sướng đi, tại vì cảnh đẹp lắm. Ra ngoài đây nó ha là mình ai mà muốn mà tự sướng nó ra đây là cái điểm này là hết ý luôn, đẹp lắm, chụp lên hình là khỏi có chê luôn, hoa cỏ này kia đủ thứ trơn ha, và cây cối này kia cảnh đẹp chứ lắm. Cái này nó cũng như giống như là nó nằm á, phân nửa là bên đây là cái phần Seoul và phân nửa là cái nằm ở bên cái ngoại thành gì đó cả nhà, giống như là phân nửa bên đây trung tâm thành phố và bên kia là phân nửa nó nằm về cái vùng ngoại ô vậy đó, cho nên nó là nó đẹp lắm, nó phân nửa vậy phân nửa kia. Em ha thì cứ mà ngày rảnh á hoặc là cuối tuần á ha, hai vợ chồng em á thường ra đây nè để mà ngắm cảnh lắm, xong rồi á lại tự sướng nha cả nhà, tự sướng vài kiểu tại vì nó đẹp lắm. Đây là phía trên cây cầu nè cả nhà, cái cầu này thì nó nằm phân nửa bên đây phân nửa bên kia nè ha, phân nửa bên kia thì thành phố Seoul ha, thì nó nằm cái cầu này nó chắn ngang qua đi qua tới bên cái vùng ngoại ô bên đây luôn, cho nên nó cái cầu này nó dài nè mà nó đẹp nữa. Mình lên cái cầu này nè rồi tự sướng đi là khỏi có chê như cả nhà, đẹp lắm, cho nên nó mỗi người mà lên đây nè ai cũng thích lên đây xong rồi tự sướng vài kiểu, xong rồi á thì đi hết cái cây cầu này nè ha, cái mình mới bọc xuống cái đường phía bên kia, cái đi cái tầng dưới xong cái mình ngắm cảnh phía bên kia, rồi á là mình sẽ ngồi đó mình chơi, xong rồi mình muốn tập thể dục á thì mình tập nha cả nhà. Và em á thì đi hết cây cầu rồi nè, bắt đầu đi từ từ cái đường đi xuống nè cả nhà, khi mà đi ha gió mát dữ lắm cả nhà ơi. Lúc này con nít đó và người lớn á, trẻ em và người lớn á, ai cũng là đi vào đây nè. Có bé thì dắt vào đây là để hóng mát, và không phải là chỗ nào nó cũng có cái đường mà đi như vậy đâu nghe. Có lâu lâu á một khoảng cách gì đó ha, nó sẽ có một cái chỗ để cho mình nghỉ chân nha, không phải là mình sẽ đi suốt đâu nha. Nó sẽ có một cái chỗ để nghỉ chân ha, và người ta sẽ làm cho mình một cái mái che phía trên đó ha, và phía dưới á thì có những cái ghế này ha để cho mình ngồi mình nghỉ nha, hoặc là mình ngồi đó mình lấy bánh này kia ra ăn, lấy nước đồ mình ra mình uống đó, rồi mình nghỉ chân rồi á xong rồi mình ngắm cảnh tí xíu cho gió nó mát, rồi bắt đầu mình sẽ đi tiếp đi chơi tiếp nữa. Bây giờ ha thì lúc này là phía bên kia thì đi bộ, còn cái phần giữa đó ha thì người ta chạy xe đạp nha. Còn em á thì em đi phía trên này nè, cho nên đó là em sẽ quay xuống quay cảnh phía dưới cho cả nhà mình xem người ta đi bộ và người ta chạy xe đạp nha cả nhà. Cho nên nó cả nhà mình nó nhìn thấy không, phía em đi phía trên nè, vừa đi vừa quay đó,
cả nhà mình thấy cây cầu không, đi dài như vậy đó ha, từ bên đây mà nối liền qua bên kia đó, cả nhà mình nhìn thấy không, đẹp. Bởi vì em đi từ từ để em quay cho cả nhà mình nhìn thấy ha, phía mà đằng kia cây cầu phía trên đó là cây cầu nó nối liền từ bên đây qua bên kia, còn cái phần phía dưới đó ha, người ta sẽ lót những cái cục đá bự lắm nha, một cái cục đá bự lắm cho mình đi qua đường bên kia nữa. Và đó, nước nó sẽ chảy thông qua, không phải là đá nó dính liền, mà nó sẽ có một cái khe hở ha, để cho nước nó chạy qua chạy lại. Còn cái phần mà phía giữa này nè cả nhà, đó là tàu điện ngầm đó nha cả nhà, tàu cao tốc á, tàu điện ngầm ha. Thì mỗi lần mà tàu nó chạy ngang đó ha, là nó sùm hết trơn á, cái tiếng nó lớn dữ lắm. Nên nó mà ai mà những cái nhà cao tầng mà ở gần cái phía tàu điện ngầm này nè, nếu như mà ban đêm á ha, mà là sẽ không bao giờ ngủ được đâu cả nhà. Cả nhà mình có biết vì sao mà em biết không? Tại vì á, là em có một đứa bạn đi, nó nhà của nó là nhà cao tầng đây ha, và nó nằm ngay cái khúc mà tàu điện ngầm này nè. Mỗi một lần á, nó ở trên tầng cao đó nha, 10, tầng 12, 13 gì đó, em cũng không nhớ rõ nữa nha. Và mỗi một lần ha, mà tàu điện ngầm nó chạy ngang đó ha, nếu như mà nó không có mở cái cửa sổ ra ha, thì nó sẽ không có nghe cái tiếng lớn. Mà mỗi lần mà nó mở cửa sổ ra ha, mà buổi trưa mà nó ngủ đó, nó sẽ bị giật mình, nó nói cái tiếng lớn dữ lắm luôn. Và nó ở trong vòng có 2-3 năm gì à, là nó đã dọn đi rồi, nó nói không có ngủ nghe gì được hết á. Ở ngay cái phía tàu điện ngầm này là nó ồn dữ lắm. Không lẽ tối ngày mà mình sẽ đóng cửa hoài, nếu như mà trời lạnh á, thì mình đóng cửa không có sao, nhưng mà trời nực á, thì mình phải mở cửa ra hết để cho nó thông gió, mà gió nó thổi vào và có ánh nắng này kia nữa. Nếu như mà trời lạnh á, thì mình mới đóng cửa luôn thôi. Còn cái này á, là trời nực, trời lạnh gì á, cũng không có dám mở cửa. Mở cửa ra ha, là nó ồn dữ lắm. Mỗi một lần á, mà tàu điện ngầm nó chạy ngang á, là trời ơi, như là nó muốn điếc cái lỗ tai vậy đó. Nó sấy gì đó nha. Và nó sợ quá, và nó đã dọn đi rồi. Nó ở hình như là được 3 năm hay gì á. Và bây giờ đi vòng rồi, bây giờ đói cả nhà ơi. Sẽ kiếm cái món thịt nướng này để ăn. Ăn xong á lại đi tiếp. Đi đảo nguyên một vòng mà hôm nay là em bỏ một ngày ra để mà em đi dạo, mà vừa đi dạo vừa ngắm cảnh nè ha, rồi ăn uống nữa, chơi ở ngoài trời thoải mái mà. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên được đi thoải mái. Đảo nguyên một vòng mà. Xung quanh đó ha, thì đây là những cái tiệm nhỏ nhỏ. Đây là tiệm điện thoại nha cả nhà. Vật kế một bên đây á, là tiệm tớt của Hàn Quốc. Và trong cái, chắc có lẽ là cả nhà mình có người mà ở Hàn Quốc á, biết ở Hàn Quốc thì sẽ biết những cái món tớt của Hàn Quốc rồi ha. Tớt của Hàn Quốc thì có loại ngon lắm, và cũng có loại không có ngon nữa nha. Nhưng mà đa số thì ngon không à. Có loại không ngon thì cũng có, nhưng mà có lẽ là không hợp với khẩu vị của em á, cho nên là em không có ngon. Còn á, có thể là sẽ hợp với khẩu vị của mọi người á, cho nên là cái món tớt này á, thì sẽ ngon. Đây là cả nhà, cuối tuần đi cho nên nó vắng nè ha, xe cộ đâu có chạy nhiều đâu. Có thể là người ta ở trong nhà người ta để người ta nghỉ ngơi, ngủ này kia, hoặc xem tivi, hoặc là người ta sẽ ăn uống ở trong nhà, đâu có đi ra ngoài đâu. Tại vì đâu có phải là ngày thường đâu, cho nên người ta cũng làm biếng đi ra ngoài nữa. Đây là ngày á, nếu như ngày bình thường thì xe cộ chạy qua lại nhiều lắm, đông lắm. Người ta đi làm mà. Còn cái này là cuối tuần cho nên nó nằm nhà mọi người á, người nào có việc á, thì mới đi ra ngoài, hoặc là người nào có đi chơi, đi dạo giống như em thì mới ra ngoài. Còn không á, là ở trong nhà người ta thoải mái ăn uống ngủ nghỉ, chứ đâu có đi ra ngoài mà lang thang như vậy đâu. Mình thấy xe nhiều hết cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Ở Hàn Quốc á, thì không phải là chỗ nào cũng đẹp, cũng có chỗ không có đẹp nữa. Cũng có thể là có những cái chỗ mà nhà không có cao tầng nữa, nhà bình thường nữa. Ở Hàn Quốc á, thì không có giống như là ở Việt Nam đâu nha. Chứ lại không có giống như ở trong phim mà mọi người coi đâu nha. Không có phải như mình coi trên tivi ha, mình coi phim Hàn Quốc đó, thấy ai cũng giàu có này kia, nhà cửa đường phố đồ đẹp này kia. Còn ở Hàn Quốc đó, thì thật sự em quay cho mọi người nhìn thấy đó ha, thì có những chỗ không có đẹp nữa. Có những cái chỗ mà nhà cao tầng đồ đẹp chứ lắm, và có những chỗ là giống như là cái xóm nhà nghèo vậy đó cả nhà.
những cái chỗ mà rất là nghèo, nhìn thấy nghèo nàn dữ lắm luôn. Chứ không phải là chỗ nào cũng nghèo đâu nha cả nhà, và không phải là chỗ nào cũng giàu. Và em đi lang thang đã ra tới đây rồi cả nhà. Đây, ra tới đây rồi nè. Ra tới cái sân này nè ha. Đây là sân bóng chày nha cả nhà. Ở Việt Nam mình thì sẽ không có cái mà trò chơi này đâu ha, sẽ không có cái mà bộ môn bóng chày này đâu. Ở Hàn Quốc cái ha thì cái môn mà bóng chày này nè người ta thích dữ lắm, người Hàn thích lắm. Còn em thì em không có biết cái môn bóng chày này là như thế nào, nó không có biết chơi như thế nào nữa, mà không có biết như thế nào mà người ta chạy này xong rồi chụp banh, chụp cái banh đó ha, xong rồi người ta sẽ chạy chạy tới đó phải để cái chân vào cái vòng tròn đó, em không có biết nha. Cái bóng chày này là em không hề biết một cái gì hết, tại vì em thấy em coi hoài mà em không có hiểu. Thấy người ta chụp xong bắt đầu sẽ chạy chạy vòng 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 hết cái sân á, xong cái mới lấy cái chân của mình á mà chạy vào cái ô tròn, cái vòng tròn tròn đó người ta vẽ đó, mình phải chạy vào trong đó, mình để cái chân vào trong đó mới được, còn không á là không có thắng gì đó, em không có biết nha. Nó sẽ lên cái đèn xanh đèn đỏ gì đó, em không có rành cái bộ môn này. Chồng của em thì biết, còn em đã xem nhiều lần rồi nhưng mà em không hề hiểu cái bóng chày là như thế nào hết á. Em coi xem hoài, em coi lâu lắm luôn mà em không có hiểu. Em không hiểu là tại sao lúc mà chụp banh xong rồi phải chạy nguyên một cái vòng đó, nguyên cái vòng tròn sân á, xong rồi phải chạy xong hết cái vòng đó, xong rồi mới lấy cái chân của mình đặt vào cái vòng tròn mà phía mà bên kia, vậy là mới thắng. Nó sẽ nổi lên cái đèn vàng vàng gì đó, em cũng không hiểu nữa. Thì vì cái này phức tạp quá cho nên em cũng không có biết nữa. Và bây giờ nè cả nhà, xong rồi là sẽ đi đảo một vòng để mà đi về nè cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy không? Càng lúc càng đi thì nó sẽ nhìn mới ban đầu thì đi phía ngoài thì đường rộng lớn nha, từ từ đi về. Đây cả nhà mình có nhìn thấy cây cầu không cả nhà? Cây cầu này đó ha, ở Việt Nam mình đó, em thấy ở Sài Gòn đó, là có hồi lúc trước là có cây cầu này nè, nó sẽ bắt ngang cái chỗ mà đường xanh đèn đỏ ha, từ cái đường bên đây mà qua tới đường bên kia đó, và phía dưới thì cho thông xe nó chạy qua chạy lại được đó cả nhà. Hồi lúc trước em thấy là ở Sài Gòn có đó, nhưng mà bây giờ hình như là đã không còn nữa rồi á. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Bye bye cả nhà. Bye bye.